Ukraine lại bị Mỹ dội gáo nước lạnh, khẳng định không bao giờ giành lại được Crimea từ Nga. Viết trên trang Antigua, nhà báo Mỹ Rich đã nêu ra nhiều lý do ông cho rằng Tổng thống Zelensky không bao giờ có thể lấy lại được Crimea từ Nga. Theo nhà báo Stirling, vào tháng 6 năm 2016, ông đã đến thăm Crimea cùng với một phái đoàn từ Trung tâm Sáng kiến Công dân, CCI. Đây là một tổ chức của Mỹ đã giao lưu nhân dân với Nga trong nhiều thập kỷ. CCI chưa bao giờ nhận được hỗ trợ tài chính từ Nga, nhưng đã nhận được một số khoản tài trợ từ USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, vào những năm 1990. CCI đặc biệt đẩy mạnh hoạt động giao lưu với các câu lạc bộ Rotary. Rotary là tổ chức câu lạc bộ phi lợi nhuận, bao gồm thành viên từ các ngành nghề khác nhau, được thành lập năm 1905 ở Chicago, Mỹ. Đế Krum, nhà báo Mỹ Sterling và phái đoàn CCI ở Anta, một thành phố nhỏ trên biển đen. Từ Janta, Họ thực hiện các chuyến đi đến Simferopol, cảng hải quân ở Sevastopol, thung lũng tử thần và nhiều điểm đến khác. Crimea rất đẹp và mọi người rất thân thiện, vui vẻ khi gặp đoàn khách đến từ Mỹ. Vào thời điểm đó, Crimea đã phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây trong 2 năm vì quyết định ly khai khỏi Ukraine vào tháng 3 năm 2014. Các tàu du lịch trước đây từng cập cảng của Crimea không còn dừng lại vì lệnh trừng phạt. Những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ở Crimea không còn được châu Âu công nhận. Visa và Mastercard không được sử dụng. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra vô số vấn đề ở bán đảo Biển Đen này. Nhà báo Sterling cho biết, Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều nhóm bao gồm hội đồng thành phố được bầu ở thủ đô Sivaropol, sinh viên đại học, học sinh trung học, các nhóm dân tộc Armenia và Tata, một nhóm doanh nghiệp Rotary, vân vân. Tất cả họ đều cho biết, quyết định ly khai khỏi Ukraine được đông đảo quần chúng nhân dân ở Crimea ủng hộ. Kết quả trưng cầu dân ý chính thức đã xác nhận như gì họ nói, 97% cử tri cho biết họ muốn tái thống nhất với Liên bang Nga, nhà báo Mỹ chia sẻ. Khi Sterling hỏi tại sao muốn trở thành một phần của Nga, đã có nhiều cách giải thích khác nhau được đưa ra. Mọi người đều nhắc đến cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2014 để lật đổ tổng thống Yanukovych. Hơn 75% dân số Crimea đã bỏ phiếu cho ông Yanukovych trong cuộc bầu cử năm 2010 được các nhà quan sát châu Âu cho là tự do và công bằng. Họ không thích cuộc đảo chính bạo lực đã lật đổ tổng thống được họ bầu lên. Một lý do khác là vì chính phủ đảo chính ngay lập tức bãi bỏ luật cho phép sử dụng tiếng Nga trong các trường học và các cơ quan đoàn thể. Phần lớn dân số ở miền đông Ukraine và Crimea đã có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nga. Sự thù địch của chính phủ đảo chính với họ là điều rõ ràng, không cần bàn cãi. Lý do thứ ba là vì sự bạo lực của các lực lượng đã thúc đẩy cuộc đảo chính, trong vài ngày, gần 100.000 người thiệt mạng trên quảng trường Maidan ở Kiev. Có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ giết người do các tay súng bắn tỉa từ các phòng và mái nhà của các tòa nhà do phe đối lập kiểm soát thực hiện. Thực tế là cả người biểu tình và cảnh sát đều bị giết cho thấy ý định có chủ đích nhằm châm ngòi và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đó chính xác là những gì đã xảy ra, nhà báo Sterling viết. Lý do thứ tư cho quyết định của người Crimea là do một sự cố xảy ra vào đêm ngày 20 tháng 2 năm 2014. Trước đó, hàng trăm người dân Crimea đã đến Kiev để biểu tình ôn hòa ủng hộ chính phủ của ông Yanukovych và phản đối đám đông ngày càng bạo lực. Khi các vụ giết người lên đến đỉnh điểm vào ngày 20 tháng 2, họ nhận ra rằng việc ở lại Kiev quá nguy hiểm và các cuộc biểu tình ôn hòa là vô vọng. Họ đã quyết định về nhà trong một đoàn xe buýt gồm 8 chiếc, cách Kiev 150 km về phía nam, đoàn xe buýt bị chặn lại bởi những tên côn đồ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tất cả những hành khách đều bị khủng bố, nhiều người bị đánh đập và đã có 7 người thiệt mạng. Tin tức về vụ bạo lực này nhanh chóng lan truyền và gây sốc cho người dân Crimea. Cuộc trưng cầu dân ý nhanh chóng được tổ chức và diễn ra không có bạo lực vào ngày 16 tháng 3. Tỷ lệ cử tri đi bầu rất lớn và kết quả mang tính quyết định. Hai ngày sau, Nga cho đón Crimea vào Liên bang Nga. Khi chúng tôi đến thăm, chỉ hai năm sau cuộc đảo chính, Chúng tôi biết rằng người dân Crimea không có gì phải hối tiếc về quyết định rời Ukraine bất chấp họ gặp nhiều vấn đề do lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Mọi người nói với chúng tôi rằng Crimea đã bị lãng quên dưới thời Ukraine. Bây giờ, khi bán đảo là một phần của Liên bang Nga, tất cả các loại cải tiến cơ sở hạ tầng đã được thực hiện. Chúng tôi đã thấy điều này lần đầu tiên tại sân bay Simperopol. Chúng tôi nghe nói về cây cầu sắp được hoàn thành. Chúng tôi đã thấy việc tu sửa và xây dựng lại trại hè thanh niên Atec nổi tiếng nhà báo Sterling cho biết. Ông mô tả thêm rằng, thật thú vị khi gặp gỡ những người Tata trẻ tuổi. Đây là một nhóm dân tộc bản địa theo đạo hồi ở Crimea. Khi được hỏi liệu các tổ chức phi chính phủ phương Tây có tích cực thúc đẩy phe đối lập ở Crimea hay không, họ mỉm cười và nói có. Năm 1954, Crimea được lãnh đạo Liên Xô so Khrushchev chỉ định thuộc về nước Cộng hòa Ukraine. Lúc đó tất cả họ đều là một phần của Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, 94% cử tri Crimea muốn rời Ukraine và tái lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Crimea. Nhưng những mong muốn đó đã bị Kiev vớt lở. Cuộc đảo chính năm 2014 là giọt nước tràn ly cuối cùng, bạo lực Maidan, các quy định của chính phủ đảo chính về ngôn ngữ và các cuộc tấn công và dân thường đã buộc người Crimea phải nhanh chóng ly khai. Sau đó, cuộc trưng cầu dân ý diễn ra nhanh chóng và hòa bình. Đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương Tây thật ngoạn mục. Phương Tây đã tích cực thúc đẩy việc Nam Tư tan giã, Kosovo ly khai khỏi Serbia và Nam Sudan rời khỏi Sudan. Ý chí phổ biến của người dân Crimea trong việc ly khai khỏi Ukraine và thống nhất với Nga là rất rõ ràng. Tuy nhiên, phương Tây vẫn tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng Nga chiếm đóng Crimea, nhà báo Sterling nhấn mạnh. Vào tháng 11 năm 2021, Mỹ đã ký điều lệ về quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine trong đó nhấn mạnh mỹ hiện không và sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực xác nhận crimea của nga rõ ràng đối với mỹ người crimea nghĩ gì và muốn gì không quan trọng bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ ukraine nhằm lấy lại crimea sẽ vấp phải sự phản đối và phản kháng quyết liệt từ những người dân sống ở đó vì thế cơ hội để ukraine giành lại crimea là gần bằng không theo ông sterling Nhà báo Mỹ cũng lưu ý thông tin sai lệch về Crimea là bằng chứng cho thấy phương tiện truyền thông phương Tây có khuynh hướng đưa tin sai lệch về toàn bộ cuộc xung đột ở Ukraine. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Nga cáo buộc Ba Lan âm mưu kiểm soát Tây Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Cục Tình báo Đối ngoại Nga cho rằng Ba Lan muốn chiếm các vùng ở miền Tây Ukraine và phương Tây đang kích động Georgia xung đột với Nga. Giới lãnh đạo Ba Lan đang chờ đợi thời điểm thuận lợi để nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine ở miền Tây. Vì vậy, Ba Lan không muốn và phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Lãnh đạo Cục Tình báo Đối ngoại Nga S. Vero Sergei Neryskin hôm nay cho hay. Trong quá khứ, Ba Lan từng kiểm soát một số vùng lãnh thổ hiện thuộc Ukraine. Miền Tây Ukraine, bao gồm thành phố Lviv, đã được nhập vào Liên Xô hồi cuối Thế chiến II. Ông Naryshkin đồng thời cáo buộc phương Tây đang thúc đẩy Georgia bước vào cuộc xung đột với Nga. Chúng tôi thấy những nỗ lực dai dẳng của Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh nhằm thuyết phục giới lãnh đạo Georgia về sự cần thiết phải mở cửa cái gọi là mặt trận thứ hai. Họ nhìn thấy tình hình hiện tại trên chiến trường không có lợi cho Ukraine và đang buộc Georgia bước vào xung đột với Nga. Ông Naryshkin nhấn mạnh. Ba Lan, Mỹ và các nước khác chưa phản hồi với những phát biểu của lãnh đạo tình báo Nga Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch cuối tháng 2 năm 2022 và đã cung cấp vũ khí cho Kiev. Cam kết của Ba Lan với nước láng giềng đã đóng vai trò quan trọng để thuyết phục các đồng minh châu Âu khác cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, trong đó có xe tăng chủ lực. Georgia tháng trước đối mặt tình trạng bất ổn khi hàng chục nghìn người đổ về trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi để phản đối dự luật kiểm soát các tổ chức phi chính phủ và truyền thông thuộc diện đặc vụ nước ngoài. Người biểu tình chỉ trích dự luật này là luật nga khi cho rằng các điều khoản của nó giống hệt đạo luật kiểm soát các tổ chức phi chính phủ được nga ban hành năm 2012. Phải đối lập cáo buộc đảng cầm quyền giấc mơ Georgia chịu ảnh hưởng từ nga xây dựng luật mới nhằm kiểm soát ảnh hưởng của phương tây. Đảng giấc mơ Georgia ngày 9 tháng 3 thông báo rút dự luật nhằm giảm không khí đối đầu, đồng thời cáo buộc phải đối lập lan truyền thông tin cực đoan. Ngoài trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố dự luật được dùng làm cái cớ để bắt đầu nỗ lực nhằm thay đổi chính phủ Georgia bằng vũ lực. Theo ông, các cuộc biểu tình tại Georgia được dàn dựng từ nước ngoài với mục đích gây căng thẳng ở biên giới Nga và phe đối lập ở Georgia được phép làm bất cứ điều gì họ muốn vì lợi ích của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng có bàn tay hữu hình cố gắng thêm các yếu tố chống Nga và biểu tình tại Georgia. Chuyển sang tin tiếp theo, Ukraine bóc phốt về tòa nhà, nơi ông trùm linh đánh thuê Wagner cắm cờ Nga. Thưa quý vị, Sahii Cherivaji, phát ngôn viên của nhóm phía đông của lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận rằng Yevgeny Prigozhin, chủ sở hữu của công ty quân sự tư nhân Wagner PMC, đã treo cờ Nga trên tòa nhà của chính quyền thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, nhưng tòa nhà này từ lâu đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh. Ông Cherevachi nói, ông Prigozhin rất có thể sẽ đến Bắc Mút vì ở Saint Petersburg không an toàn cho ông ấy. Có những nhà hàng phát nổ ở đó. Bạn thấy đấy, ám chỉ cái chết gần đây của một phóng viên chiến trường người Nga trong một vụ nổ ở quán cà phê. Và ông ấy đang treo cờ trên những tòa nhà đã không còn tồn tại về mặt vật lý từ lâu. Tòa nhà này mà ông ấy gọi là cơ quan hành chính thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Cheverati nhấn mạnh rằng Bakhmut vẫn là mục tiêu tấn công chính của người Nga, chủ yếu là lính đánh thuê của tập đoàn Wagner chỉ trong 24 giờ qua đã có 32 cuộc tấn công và 26 cuộc giao tranh của nga ở cả bắc mút và ngoại ô thành phố theo cherevajy quân nga đã nã pháo vào các vị trí của lực lượng vũ trang ukraine 238 lần bằng cả pháo ống và tên lửa đồng thời 91 lính nga thiệt mạng 119 người bị thương một xe tăng nga và hệ thống tên lửa phóng lạc Grad bị trúng đạn ba kho đạn bị phá hủy Trước đó, ngày 3 tháng 4, ông Prigozhin nói rằng các lực lượng Nga đã chiếm giữ Bakhmut. Đồng thời, ông thừa nhận rằng quân đội Ukraine vẫn ở phía tây thành phố. Trong báo cáo gần đây, viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết các chiến binh của tập đoàn Wagner đã chiếm giữ tòa nhà của chính quyền Bakhmut và các lực lượng Nga đã tiến xa hơn ở trung tâm Bakhmut. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng trong trận chiến giành Bakhmut, các lực lượng Nga cố gắng bù đắp cho chất lượng thấp của thiết bị và chỉ huy bằng số lượng. Chuyển sang tin tiếp theo, lính Ukraine tuyên bố giữ chắc cao điểm phía Tây Bắc Mút. Thưa quý vị, binh sĩ thuộc lữ đoàn dù độc lập số 46 Ukraine ngày 5 tháng 4 cho biết lực lượng Nga khoảng một tháng trước có cơ hội tiến công Chasovya khi họ chỉ cách tuyến cao tốc nối với Bắc Mút khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, họ không đủ nguồn lực dự trữ và bị đẩy lùi cách tuyến đường khoảng 2 km. Thành phố Chasovya nằm cách bắt mút khoảng 10 km về phía Tây. Dân số tại đây trước chiến sự hơn 12.000 người giao tranh cường độ cao diễn ra xung quanh Chasovia những tuần qua, trong bối cảnh lực lượng Nga tìm cách tiến xa hơn về phía Tây và Tây Bắc thành phố Bắc Mút. Binh sĩ Ukraine nói lực lượng Nga hiện không còn cách nào để tiến công Chasovia sau khi Ukraine lập phòng tuyến khá vững chắc quanh tuyến cao tốc núi Bắc Mút. Lực lượng Nga đối mặt nguy cơ bị đánh tà sườn nếu cố gắng tiếp cận Chasovia. Chasovia nằm ở cao điểm vượt trội so với khu vực xung quanh, đồng nghĩa đô thị này mang lại lợi thế hỏa lực đặc biệt đối với pháo binh. Do đó Chasovia có tầm quan trọng đặc biệt với cả hai bên, người lính này nói. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine cảnh báo nếu họ rút khỏi Bakhmut, lực lượng Nga sẽ tiếp tục đà tiến công nhằm tới Chasovia tiếp theo. Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Phía Ukraine nói rằng trận chiến ở Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở mặt trận miền Đông. Quân đội Ukraine tháng trước dường như chuẩn bị rút khỏi thành phố, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố đang tiêu hao lực lượng tấn công của Nga để mở đường cho cuộc phản công. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải phòng ngự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiên tiến mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo. Chuyển sang tin tiếp theo, tướng Ukraine thừa nhận thực tế phũ phàng về vũ khí NATO. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tính đến nay, các nước NATO đã cung cấp chính quyền ký ép khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 65 tỷ euro và cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine dưới nhiều hình thức. Ông Stoltenberg cũng hoan nghênh việc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 Leopard 2 M1 Abrams của Anh, Đức, Hoa Kỳ và các phương tiện bảo thép khác của phương Tây bắt đầu được giao chủ Ukraine. Theo nhà lãnh đạo của NATO, điều này thực sự có thể thay đổi tình hình ở mặt trận bình luận về thông tin trên. Một cựu tướng lĩnh Ukraine bày tỏ quan điểm không tin tưởng lắm vào tương lai sán lạn của Ukraine, bất kể việc phương Tây có cam kết viện trợ cho nước này nhiều đến đâu. Theo từ Sergei Krivonos, cựu phó chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine nói trên kênh YouTube Diaspora UA, các quốc gia NATO không thể sản xuất đủ lượng đạn dược mà quân đội Ukraine cần bởi họ còn chưa thể sản xuất được đủ số lượng dự trữ cho quân đội của mình. Theo ông, quân lính Ukraine tiêu tốn tới 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi một số chuyên gia quân sự cho rằng con số này có thời điểm còn ít hơn nhiều so với thực tế. Tờ Izvestia của Nga trích dẫn lời ông Krivonos cho biết, các nước NATO hiện không thể sản xuất một lượng đạn pháo như vậy, ngay cả khi họ cố gắng khôi phục hoạt động của các dây chuyền sản xuất, trong bối cảnh một số nước đã cạn kiệt kho dự trữ của quân đội nước mình. Vừa qua, tờ The Daily Telegraph của Anh đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thẳng thừng loại trừ việc cung cấp thêm vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Theo vị quan chức Đức, tối tận năm 2030, quân đội Đức Bundeswehr mới có thể khôi phục nguồn dự trữ của chính mình. Ấn phẩm nhắc lại rằng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Bundeswehr thường xuyên bị thiếu kinh phí. Giờ đây, tình trạng của quân đội Đức thậm chí còn trở nên tồi tệ trong bối cảnh quân trang, đạn dược và thiết bị quân sự được chuyển tới Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard 2. Với tư cách là bộ trưởng quốc phòng, tôi không thể cho đi tất cả. Chúng tôi, giống như các quốc gia khác, sở hữu một kho vũ khí hạn chế. Ấn phẩm Anh dẫn lời ông Boris Pristorius. Bộ trưởng Đức cho biết Berlin có kế hoạch tăng quy mô của Bundeswehr lên 200.000 người vào năm 2030, cũng như chi khoảng 130 tỷ euro cho quân trang và thiết bị quân sự. Ông Pistorius nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của ông là sẽ đưa chi tiêu quốc phòng đất nước lên mức 2% GDP. Tờ báo Anh nhắc lại rằng, sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa sẽ phân bổ tài trợ bổ sung cho Bundeswehr với số tiền 100 tỷ euro để quân đội nước này đạt mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong số các thành viên NATO ở châu Âu. Tuy nhiên, một năm sau đó, quân đội Đức vẫn tiếp tục chịu tình trạng thiếu thiết bị. Theo bà Eva Holt, ủy viên phụ trách các vấn đề liên quan đến Bundeswehr tại Quốc hội Đức, Bundestag, để hiện đại hóa quân đội Đức cần tới một khoản tiền khổng lồ lên tới 300 tỷ euro. Tin tiếp theo, hãy nổ về cuộc chiến tìm lại gương mặt cho các binh sĩ Ukraine. Vâng thưa quý vị, tháng 5 năm 2022, Belinsky và lữ đoàn của Anh tham gia bảo vệ thành phố Hulalopol ở miền trung Ukraine. Quân đội Nga lúc đó tấn công khắp mọi ngõ ngách ở thành phố này. Chúng tôi hầu như không có thời gian tìm nơi trú ẩn khi họ bắt đầu ném bom, nhưng chúng tôi đã kịp xuống chiến hào, anh kể lại. Đêm đó, xe tăng Nga tấn công từ cả hai phía. Anh nhớ lại chiến hào của mình đã trúng hai quả đạn pháo trực tiếp. Tôi không biết mình sống sót bằng cách nào sau trận pháo kích. Mắt tôi bị hư hỏng và đầu bị chấn thương nghiêm trọng. Cả khuôn mặt bề bết máu, mảnh đạn xuyên qua áo giáp, đâm vào phổi, anh nói. Belinsky cho biết, các bác sĩ phẫu thuật đã nỗ lực hết mình để cứu mạng anh. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo sau đó là nhiều tháng phẫu thuật đau đớn và đòi hỏi kỹ thuật ngày càng cao để cố gắng ghép hộp sọ và khuôn mặt của Belinsky lại với nhau. Anh giờ đây đã xuất ngũ và đang tìm đến nhóm chuyên gia từ Mỹ và Canada để phẫu thuật sửa chữa gương mặt. Đội ngũ chuyên môn cao. Dù Ukraine có một hệ thống y tế tương đối hiện đại và các bác sĩ phẫu thuật được đào tạo bài bản, nhưng như vậy là chưa đủ. Giờ đây, một nhóm chuyên gia đến từ Mỹ và Canada đã và đang ngày đêm nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân khi số lượng binh lính và dân thường bị thương cứ tăng lên. Thông thường, chúng tôi hay gặp những vết thương do vụ nổ với nhiều mức độ tổn thương ở mô mềm, xương và tất cả các cấu trúc cơ quan xung quanh. Vì vậy, mọi công đoạn xử lý rất phức tạp. Tiến sĩ Anthony Bristad, giám đốc chi nhánh Ukraine của Tổ chức Y tế Face the Future đối mặt tương lai cho biết. Thành lập năm 1996 bởi các bác sĩ người Canada Peter Adamson, Face the Future hoạt động trên toàn cầu với nhóm gồm các chuyên gia đến từ Mỹ và Canada. Tổ chức này chuyên tập trung vào phẫu thuật tái tạo tinh tế. Sau khi chiến sự Ukraine bắt đầu, nhóm nguồn dồn lực đến chiến trường này. Bác sĩ Adamson cho biết ông đã cẩn thận lựa chọn các bác sĩ phẫu thuật cho từng vết thương cụ thể của bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ lên kế hoạch từ xa trong nhiều tháng với một đội ngũ phẫu thuật Ukraine. Các ca phẫu thuật từng được thực hiện ở Ivano-Frankivsk, một thành phố miền tây Ukraine, tương đối an toàn. Các bác sĩ đã lên kế hoạch cho nhiều ca phẫu thuật trong tuần, tổ chức các cuộc gọi video và trao đổi ảnh chụp X-quang và CT rất lâu trước khi đến. Đây cũng không phải là nhiệm vụ đầu tiên của họ ở Ukraine. Chúng tôi cần những người có tinh thần nhân đạo và thái độ đúng đắn, không có chỗ cho những người lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo hoặc là sao cũng được, tiến sĩ Adamson nói thêm và ngày hội trần đầu tiên tại Bệnh viện vùng ivano frankivsk hôm 27 tháng 3, các bác sĩ phẫu thuật đã thay phiên nhau đánh giá khoảng 35 bệnh nhân. Một số ca phẫu thuật mà nhóm Pfizer Future thực hiện ở Ukraine sẽ có kết quả ngay lập tức, nhưng có trường hợp khác thì không như vậy. Trường hợp của binh sĩ Belensky là vậy, anh cần nhiều ca phẫu thuật khác và quá trình hồi phục kéo dài. Vì vậy, các bác sĩ cho biết rất mong những chuyên gia tham gia vào sứ mệnh Ukraine có thể cam kết làm việc từ 5 đến 10 năm.